Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình có mấy con động cơ test qua xong rồi giao khách nhé. Đây là cái này là mình bôi cái keo silicone vào đây. Tại vì của người ta là trước là người ta hay đặt nằm ấy, củ người ta lại đặt nằm này khi của cái bên phay nhôm ấy thì người ta phun nước vào đây này, đặt nằm này thì nước nó sẽ hay chui vào được này, thì mình hay bôi keo đây cho người ta thôi chứ còn thì thế là mình cũng chả bôi keo đây bao giờ đâu. Thì nay test củ trao trả khách thì mình quay video lên chia sẻ cho mọi người luôn. Mình thay bi rồi nha. Những củ này của khách là mình cuốn lại thay bi nhé. Đây, mình chạy thử cho mọi người xem nhé. Mọi người nghe xem có êm không? Đây là động cơ đang chạy. Đó, mọi người nghe tiếng chưa? Rất êm. Đây, dòng của nó có dao động khoảng độ 2,5 ma. Đó, chạy rất là êm này. Những củ này thực tế là mình cũng test rất là lâu rồi. Sẵn quay cho khách mình quay lên đây cũng đăng video lên chia sẻ với mọi người luôn. Là cái những cái con này là mình đã gửi đi xa là mình bơm nước và mình chạy cả nửa tiếng đồng hồ con mọi người nhé. Đó, chứ không gửi đi xa mất công không được gửi đi gửi về, nó bận nha. Đó, lượng dòng nó 2,5 ma. Nói thật những cái con vừa xiên chứ là thì cũng mỗi hãng nó quấn một kiểu mọi người nhá. Đó, thông số thì mỗi hãng cũng khác nhau, nhưng mà tất nhiên thì thông số khác thì công suất nó sẽ thay đổi mọi người nhá. Đó, tức là khác cách số vòng rồi là cỡ dây là nó cũng sẽ thay đổi công suất rất nhiều nhá. Đó, thì hôm nay cũng chia sẻ cho những ai chưa biết về các cái động cơ. Đối với động cơ thì không phải riêng mình động cơ CNC mà động cơ nào cũng vậy thôi. Đó, mình ấn dừng lại nhé. Chạy cái này êm. Ngoài mình bắt thì đang đổi gió, mình bị xoang lại sột soạt đấy, mọi người nghe thông cảm nhé. Đó, chạy rất là êm nhé. Cái này là mình chạy bi cao tốc, bi đầu 7. Đó, thì cái này nó liên quan đến cỡ vòng, cỡ dây và số vòng nó thay đổi công suất. Đây là mỗi hãng làm một kiểu. Bây giờ khỏe thì thay đổi số vòng cỡ dây thôi, cũng cùng là một cái kích thước phe như nhau nhé, nhưng mà chỉ cần thay đổi biến tấu đi một chút là công suất nó sẽ tăng lên thôi. Đó, mình sẽ thử một con khác nữa. Đây cũng là một con 1,5 nhé. Đó, là mình ăn chạy. Đó, mọi người chạy chưa? Chạy con này của người ta là nước vào nó cháy, nước vào thì thường là bi khó là giữ được nhá. Nước vào bi này nó hỏng hết bi. Nói chung con nào mà gọi là mới nắm thì mình giữ được, chứ con nào mà nước vào mà để vài hôm là nó bi nó sẽ bị gì mọi người nhá. Mình thay bi hết. Đó, thường thường cái củ này nếu mà nó chạy mà nó rung lắc ấy, khi đặt lên một cái tấm sắt hay một cái tấm gì phẳng chạy nó sẽ rung nhá, chạy củ nó không im như này đâu. Đó, mà rung lắc thì nó rất là nhiều nguyên nhân, mình cũng đã chia sẻ trên kênh và cái bệnh về nguyên nhân tại sao rung lắc rồi, những cái bệnh cơ bản rồi.
Đó, đặt lên rất là im này. Đó, mọi người thấy rất là im không? Tiếp đến là một con 2,2. Đấy, con này thì nó cũng chỉ là con dài 7 phân. Sa to dài 7 phân, đường kính trong là nó là 3,4 nhá, 3,74 cm nhá. Đó, con này là 2,2. Nhưng mà cái công suất của nhà sản xuất nó quấn như này thì thay đổi công suất rất là nhiều nhá. Đây cho mọi người xem. Trục của nó là trục con này, được gọi là R20 à. Con này gọi là R20. Trục nó to hơn hai con kia. Đây là nó của hãng đây GDZ. Có cái hình biểu tượng của cái hãng này đây. Dòng đâu nhỉ, dòng công suất đâu nhỉ. Đây dòng công suất của nó là 8A. Nó hơi lóa, mọi người nhìn chắc là hơi khó. Cái củi nó bóng. Đó, 2,2 kW. Dòng 8A này. Thì con này của nó là nguyên bản chạy của nó là dòng 5A trên 5A này. 2,2 nhé. Thường thường 2,2 của nó rơi vào tầm khoảng độ 3A là đỉnh điểm luôn. Nhưng mà cái dòng này thì nói chung là cùng một dòng nhé, nhưng mà công suất nó quấn nói chung là mỗi đời nó khác nhau chứ nhỉ, thì nó công suất thay đổi, công suất thay đổi chạy nó cũng không nóng đâu mọi người nhé. Đó, con này của nó là mình quấn là 2 dây 40, của nó đi hai lớp thì mình quấn là một tép nhỏ đấy, một tép nhỏ của nó là 16 vòng nhé, 16 vòng đi 2 dây 40 nhé. Đó, cái này mình đấu tam giác mọi người nha, chỉ cho mọi người luôn. Kích thước nó là như này, đây dài, chiều dài này là 7 phân, đường kính bụng này từ đây sang đây đó, nó là 3,4 nhá cm nhá. Đó thì nó có rất là nhiều kiểu quấn. Thì quấn như này thì công suất nó đạt lên dòng Lama tổng tải. Còn nếu mà mọi người quấn 12 vòng một tép 2 dây 50, mọi người đấu sao ấy, thì cái này nó chỉ tầm trên 2A thôi mọi người nhé. Nó chỉ chơi vào 2,5 đến 2,7A thôi, dòng không tải. Nhưng mà quấn như này thì công suất nó thay đổi rất nhiều nhé, rất lớn. Đó, đây là của nó như vậy, cho nên là mình quấn giả nguyên bản nó nhé, quấn lại nguyên bản như cũ của nó, chứ mình không quấn kiểu khác, quấn kiểu khác thì nó sẽ yếu đi. Đó, bây giờ mình cứ thử chạy nhá, để cho mọi người xem này. Đấy, mọi người nhìn rõ không? Đây mình nghiêng biết ra nhá. Đó, nó là 5,3A này. Đó. Con này chạy tam giác. Quấn dậy vậy đạt công suất rất lớn mọi người nhá, quấn vậy thì đạt công suất rất lớn, mà công suất lớn thì nó sẽ khỏe thôi, quấn vậy nó thay đổi công suất rồi. Cái này mình có thể làm cái này, công suất mình có làm để có thể làm nó lên chạy lên tầm cỡ 10A mọi người nhé, không tải luôn, chạy thoải mái, chạy thoải mái, không nóng luôn. Đó, mình chỉ thay đổi cỡ dây số vòng là nó thay đổi công suất thôi. Đó mọi người nhá, cái này trục to mới ở cái này to chạy nó sẽ không êm được như hai cái con động cơ 1,5 nhá. Động cơ 2,2 thì chạy nó sẽ tiếng gió sẽ khác rồi. Đó mọi người chưa, dòng rất là cao, 5,3.
Cái này mình có đợt mình đã quấn nó thay đổi công suất lên nữa được, lên 10A rồi. Mình đã chạy thử rất ok. Đó, thay đổi công suất. Chỉ thay đổi một chút thôi là nó công suất nó thay đổi khá là nhiều rồi. Các cái động cơ cũng vậy, mọi người tính toán nó hợp lý là nó sẽ công suất nó sẽ nâng lên. Nó sẽ khỏe lên. Mọi người nhá. Rồi. Hôm nay mình chia sẻ đến đây cũng không còn gì để chia sẻ cả nhá. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký nhé. Và chia sẻ với mọi người để có động lực mình làm những cái video hay bổ ích đến mọi người hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video của Đức Anh nhé. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.